chướng bụng đầy hơi không cần một viên thuốc. Bài thực phẩm này có tác dụng cải thiện chức năng đường tiêu hóa, đánh bay chứng chướng bụng đầy hơi khó tiêu. Bạn thường xuyên cảm thấy chướng bụng đầy hơi sau bữa ăn, có vẻ như hệ tiêu hóa đang có vấn đề. Trong trường hợp này, thông thường các chuyên gia khuyên bạn nên dùng men vi sinh, probiotic. Probiotic là nhóm vi khuẩn tự nhiên có lợi cho hệ tiêu hóa và góp phần giúp cân bằng hệ miễn dịch. Ngày nay, y học phát triển, có rất nhiều loại men vi sinh ở dạng bổ sung tiện lợi cho con người. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên bạn tốt nhất nên bổ sung probiotic dưới dạng tự nhiên và có nhiều trong các thực phẩm. Sữa chua. Sữa chua cung cấp nguồn men vi sinh có lợi cho đường ruột, bao gồm lactobacillus và lactobacillus acidophilus. Nghiên cứu khoa học đã chứng minh hai chất này có tác dụng chữa trị và phòng chống các bệnh tiêu chảy, cũng như các bệnh nhiễm trùng và bệnh ngoài da. Ngoài việc góp phần cải thiện chức năng của hệ tiêu hóa, sữa chua cũng là thực phẩm giàu canxi và vitamin D tốt cho cơ thể. Kim chi. Món ăn lên men có xuất xứ từ Hàn Quốc này, chủ yếu có nguyên liệu là rau củ quả muối chua, trong đó các thực phẩm lên men có chứa nhiều vi khuẩn sống tốt cho hệ tiêu hóa. Trà lên men kombucha. Sibika Seman, giám đốc trung tâm điều dưỡng McDonald về giáo dục và phòng ngừa béo phì thuộc Đại học Villanova, Mỹ cho biết trong trà kombucha có chứa đầy đủ vitamin B, probiotic và chất chống oxy hóa. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, probiotic được chứng minh là tốt cho sức khỏe do chúng cải thiện sự cân bằng của hệ vi khuẩn đường ruột. Súp miso. Theo nghiên cứu, súp miso chứa tới hơn 160 chủng vi khuẩn có lợi. Súp miso là món ăn truyền thống của Nhật Bản, được nấu từ đậu nành lên men, gạo, lúa mạch. Quá trình lên men làm miso đã giúp bổ sung hàng triệu vi sinh vật có lợi. Ngoài ra, miso có giàu vitamin B, sắt, canxi, magie, kẽm và các chất chống oxy hóa. Dưa bắp cải. Bắp cải muối chứa một loạt các chủng men vi sinh có ích cho đường ruột. Bên cạnh đó, bắp cải muối còn là nguồn cung cấp vitamin B, vitamin C, vitamin K, canxi, magie, sắt và chất chống oxy hóa. Dấm táo. Dấm táo có chứa các enzyme, protein và probiotic trong suốt quá trình lên men. Ngoài tác dụng cân bằng đường ruột, dấm táo còn giúp bạn giảm cân bằng cách kiềm chế sự thèm ăn. Nó cũng có tác dụng giảm lượng đường trong máu. Dưa chuột muối. Ăn dưa chuột muối chua sẽ giúp khôi phục lại các vi khuẩn tốt, giúp hệ tiêu hóa của bạn ổn định hơn. Bên cạnh đó, dưa chuột muối chua có chứa chất chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do, đó là hóa chất không ổn định sản sinh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Hãy like, share và subscribe kênh của chúng tôi, góp phần thực sự đem lại giá trị cho bạn.